Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. NATO xung đột quân sự tại Ukraine khiến dự trữ vũ khí tới đáy, cần phải tăng cường làm điều này. Nga chuyển sang chiến thuật phòng thủ đàn hồi cổ điển. Tổng thống Ukraine đã sử dụng tài sản Nga bị tịch thu như thế nào Tổng thống Moldova tuyên bố nóng về chùm Wagner quá cố. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đây đã hối thúc các ngành công nghiệp vũ khí, tăng cường sản xuất vũ khí đạn dược khi cuộc xung đột quân sự tại Ukraine tiếp tục làm cạn kiệt các kho dự trữ. NATO, xung đột quân sự tại Ukraine khiến dự trữ vũ khí tới đáy, cần phải tăng cường làm điều này. Phát biểu tại diễn đàn An ninh Warsaw về những tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cho rằng tình hình dự trữ vũ khí hiện nay đã nhìn thấy đáy thủng theo ông bauer nato đã tặng các hệ thống vũ khí và đạn dược cho ukraine và điều này là tốt nhưng không phải từ các kho chứa đầy hàng vì nato đã bắt đầu việc đó từ các kho ở châu âu khi chỉ còn một nửa hoặc chưa còn một nửa sức chứa và giờ những nhà kho như vậy đang cạn kiệt phát biểu trong ngày đầu tiên của diễn đàn ông bauer nhấn mạnh ngân sách đã gia tăng nhiều năm trước cuộc xung đột ở ukraine nhưng ngành công nghiệp vũ khí lại không tăng năng lực sản xuất đô đốc bauer nêu rõ và điều đó đã dẫn đến tình trạng giá cả cao hơn ngay cả trước cuộc xung đột. Vấn đề thực sự trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là chúng ta trao các vũ khí và đạn dược cho Ukraine nhưng không phải từ các nhà kho đầy ấp. Chúng ta đang trao đi từ các nhà kho chỉ còn một nửa hoặc ít hơn ở châu Âu và những nhà kho đó hiện đang cạn kiệt do đó theo đô đốc bauer ngành công nghiệp vũ khí nato cần tăng cường sản xuất với nhịp độ cao hơn và với quy mô lớn người đứng đầu ủy ban quân sự cũng hối thúc nato cần có các biện pháp hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng để chống lại tình trạng thiếu đầu tư đã kéo dài trong nhiều thập kỷ qua theo ông bauer các bước tiếp theo trong phòng thủ tập thể sẽ cần đến sự hợp tác công tư chặt chẽ và chủ động hơn và nato sẽ mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hơn bao giờ hết trong khi đó, cũng tại diễn đàn trên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Harper đã nhấn mạnh, mặc dù các kho dự trữ có thể cạn kiệt, nhưng việc viện trợ vũ khí cho đất nước Ukraine đang bị xung đột quân sự tàn phá vẫn phải được tiếp tục. Mới đây, một thông tin liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Chính phủ nước này đã quyết định chuyển giao cho Ukraine khoảng 1,1 triệu viên đạn 7,62 mm tịch thu của Iran. Trước năm 2022, Hải quân Mỹ và các nước đồng minh đã chặn bắt một số vụ vận chuyển vũ khí đạn dược từ Iran đến lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ đã hoàn tất các thủ tục cho phép chính quyền Mỹ sở hữu các loại vũ khí đạn dược này. Nga chuyển sang chiến thuật phòng thủ đàn hồi cổ điển Quân đội Nga chuyển sang chiến thuật phòng thủ đàn hồi cổ điển để đối phó với Ukraine một cách hiệu quả. Tờ New York Times cho biết khi quân đội Ukraine bước đầu mở cuộc phản công, mặc dù tuyến phòng thủ Surovikin của quân đội Nga chủ yếu là các bãi mìn đóng vai trò rất lớn và phối hợp với trực thăng vũ trang để phá hủy nhiều vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine, nhưng chiến lược phòng thủ của quân đội Nga là rõ ràng, nó rất cứng nhắc. Điều này có thể liên quan đến mệnh lệnh không để mất một tấc đất của Điện Kremlin giờ đây chiến thuật của quân đội nga đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều theo the new york times bộ tổng tham mưu nga bắt đầu sử dụng chiến thuật phòng thủ đàn hồi trong chiến đấu tức là khi đối mặt với một cuộc tấn công lớn của quân ukraine quân nga sẽ tạm thời bỏ một số vị trí trận địa sau đó quân nga sẽ mở cuộc tấn công bằng pháo binh được chuẩn bị kỹ lưỡng gây tổn thất nghiêm trọng về quân số và vũ khí của quân ukraine sau đó quân nga sẽ phản công để chiếm lại vị trí tiêu hao quân ukraine và khiến quân ukraine không thể thực hiện được duy trì quyền kiểm soát các vị trí tiền tuyến ngay khi quân đội ukraine mở cuộc phản công đã có tin tướng gerasimov tổng tham mưu trưởng nga đã yêu cầu sử dụng chiến thuật phòng thủ đàn hồi nhưng điện kremlin đã bác bỏ giờ đây có vẻ như quân đội ukraine tiếp tục tiến bộ và thậm chí liên tục chọc thủng phòng tuyến thứ ba của quân đội nga các yêu cầu chính trị của điện kremlin phải nhường chỗ cho yêu cầu quân sự tướng gerasimov có khả năng sẽ giành được quyền kiểm soát chỉ huy thực tế của hoạt động quân sự đặc biệt ít nhất là để ngăn chặn quân đội ukraine phản công trong giai đoạn này quân đội Ukraine đang phản công và tiếp tục đạt được tiến bộ trên mặt trận, đặc biệt là ở các mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, tiến độ của những bước tiến này là không lớn. So với cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov vào năm ngoái, ngay cả những người ủng hộ và quân đội Ukraine đều thừa nhận tiến độ phản công của họ chậm hơn dự kiến. Điều đáng chú ý là quân đội Ukraine có thể chủ động tấn công quân đội mạnh thứ hai trên thế giới mà không chiếm ưu thế trên không. Tuy nhiên, xét từ tình hình chiến trường hiện tại, cả quân đội Nga và Ukraine đều cảm thấy hơi kiệt sức. Điều này thể hiện qua việc cả hai đều gặp các vấn đề về nguồn cung cấp đạn pháo và các khía cạnh khác. Lần này chúng ta sẽ không nói về những vấn đề của quân đội Nga, mà chỉ nói về những vấn đề của quân đội Ukraine đang phải đối mặt hiện nay. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng vấn đề lớn nhất mà quân đội Ukraine gặp phải trong cuộc phản công là các bãi mìn, thiếu đạn pháo và vũ khí phòng không. Tuy nhiên, một số tin tức cũng cho thấy quân đội Ukraine hiện tại vẫn còn một số vấn đề khác. Theo ông Arestovic, cựu cố vấn bộ trưởng của văn phòng tổng thống Ukraine, người bị sa thải vì nói những điều thuộc về bí mật quốc gia cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine cần nhiều người trẻ hơn, chứ không phải những người trên 40 tuổi. Ông Arestovic cho rằng việc thúc đẩy những người trung niên luyện tập nghiêm túc trên thao trường là vô cùng khó khăn, họ cũng không đủ dũng cảm trên chiến trường. Bạn đã bao giờ thấy những người ở độ tuổi 40, 50 tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ chưa? Ông Arestovic không phải là người đầu tiên chỉ ra vấn đề này. Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wales cũng cho rằng chính phủ Ukraine nên tuyển thêm nhiều người trẻ vào quân đội. Độ tuổi trung bình của binh lính Ukraine ở tiền tuyến hiện nay là hơn 40 tuổi. Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ giữ được nhiều người trẻ hơn cho tương lai của Ukraine. Nhưng thực tế là chính phủ Nga đang bí mật huy động cả nước. Chính phủ Ukraine cử quá nhiều người trung niên và người già ra chiến trường thay vì thanh niên. Ông nói, tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine phải xem xét lại quy mô, huy động của mình. Tuy nhiên, Ukraine dường như không có ý định thay đổi tình hình hiện tại. Quốc hội Ukraine đã đăng ký dự thảo luật số 1084. Một khi dự thảo được thông qua, chính phủ Ukraine sẽ được phép tuyển mộ nam giới trên 60 tuổi vào quân đội. Các nghị sĩ Ukraine hy vọng rằng những người đàn ông bình thường sẽ có giới hạn ở độ tuổi phục vụ cao hơn và hiện đã được nâng lên 65 đối với binh sĩ và 70 đối với sĩ quan cấp cao. Quân đội Nga và quân đội Ukraine cũng có tình trạng tương tự về vấn đề này. Theo Sửa đổi luận nghĩa vụ, quân sự được Tổng thống Nga Putin ký vào tháng 7 năm nay, giới hạn độ tuổi tối đa được huy động trong quân đội Nga cũng được nâng lên. Trong đó độ tuổi phục vụ của sĩ quan cấp tướng được nâng lên 70 tuổi, sĩ quan cấp tá lên 65, cấp úy nâng lên 60 và binh lính tăng lên 55. Tổng thống Ukraine đã sử dụng tài sản Nga bị tịch thu như thế nào? Gã khổng lồ châu Âu báo tin xấu Vừa qua, một tòa án ở Ukraine đã phong tỏa tài sản ở nước này của ba doanh nhân Nga vì cáo buộc họ đã hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Cơ quan An ninh Ukraine SBU, tài sản thuộc sở hữu của các doanh nhân Mikhail Friedman, Piotr Aven và Andrei Kosogo đã bị phong tỏa. Cũng theo văn phòng này, tài sản bị phong tỏa là chứng khoán và quyền doanh nghiệp của các nhà khai thác điện thoại di động, một nhà sản xuất nước khoáng, các công ty tài chính và bảo hiểm. Kể từ đầu xung đột, Ukraine đã nhiều lần tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của các doanh nhân Nga. Các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Điện Kremlin và tịch thu tài sản của tài phiệt Nga như là tài khoản ngân hàng, xe sang, biệt thự và du thuyền. Trước đó, ngày 30 tháng 10, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ thành lập một quỹ quốc phòng mới, bao gồm các tài sản Nga bị tịch thu như một trong những nguồn chính của quỹ. Động thái này nhằm mục đích cung cấp cho chính quyền Kiev các nguồn lực bổ sung để thúc đẩy sản xuất quân sự, tạo ra các chương trình quốc phòng mới và hỗ trợ quân đội nước này. Ông nói, quỹ sẽ được bổ sung từ tài sản quốc phòng nhà nước và lợi nhuận từ việc bán tài sản của Nga bị tịch thu. Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố vào ngày 6 tháng 10, thâm một ngân sách của Đức, nền kinh tế hàng đầu châu Âu trong nửa đầu năm 2023 đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cho thấy tổng thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang Đức, chính quyền các bang, thành phố và bảo hiểm xã hội trong nửa đầu năm nay là 76,1 tỷ euro, tương đương với 80,4 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với con số thâm hụt 32,9 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái. Detatis cho biết, cả nguồn thu ngân sách và các khoản chi đều tăng trong năm nay, nhưng tỷ lệ tăng thu khoảng 6%, không đủ bù đắp cho tăng chi khoảng 11%. Tổng khoản thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 889,7 tỷ euro, nhưng tổng các khoản chi tiêu lên tới 965,8 tỷ euro. Nếu tính riêng cấp chính phủ liên bang, trong khi các khoản chi tiêu trong nửa đầu năm 2023 là 311,7 tỷ euro, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thì tổng các khoản thu chỉ đạt 247,4 tỷ euro, tăng 12,6% Do đó, thâm hụt ngân sách của chính phủ Đức trong 6 tháng đầu năm nay là 64,3 tỷ euro, cao hơn nhiều so với mức thâm hụt 45,2 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Moldova tuyên bố nóng về chùm quân nơ quá cố Tổng thống Moldova Maya Sandu cáo buộc lực lượng Wagner dẫn đầu bởi thủ lĩnh quá cố Jegani Prigozhin từng nỗ lực gây ra một cuộc đảo chính nhằm lật đổ bà. Cáo buộc trên được bà Sandu đưa ra trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu của Liên minh châu Âu EU tổ chức tại Tây Ban Nha. Tổng thống Moldova cũng nêu đích danh ông trùm Wagner quá cố Prigozhin trong âm mưu mà bà vừa tiết lộ. Bà Sandu nói thêm, Moscow vẫn tìm cách gây bất ổn cho đất nước của bà, một quốc gia nằm giữa Ukraine và thành viên EU Romania, trong bối cảnh sắp diễn ra các cuộc bầu cử địa phương vào tháng tới. Thông tin mà chúng tôi có là kế hoạch do nhóm của Prigozhin chuẩn bị. Bà Sandu nói, bổ sung rằng nhóm này cố gắng bạo lực hóa các cuộc biểu tình chống chính phủ vào hồi năm ngoái và khiến Moldova phải tự bảo vệ mình. Vào hồi tháng 2, bà Sandu từng cáo buộc Nga âm mưu đảo chính chống lại chính phủ Moldova. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Nga đã bác bỏ tuyên bố đó, cáo buộc ngược lại Moldova đang theo đuổi các chương trình nghị sự chống lại Nga. Kể từ khi bà Sandu lên nắm quyền vào năm 2020, Moldova đã trở thành ứng viên cho tư cách thành viên EU. Moldova chịu sức ép lớn vì phụ thuộc vào khí đốt của Nga, ngoài ra còn có xung đột với nhóm ly khai thân Nga ở Transnistria, phía đông Moldova. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.